Xin chào quý vị và các bạn, bão số 2 với tên quốc tế là Mulan vẫn đang hướng về khu vực đông bắc của nước ta. Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 2 nên từ chiều tối nay khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng có mưa, sau đó thì mưa lan sang các nơi khác trên khu vực Bắc Bộ. Ngoài mưa là nguy cơ xảy ra gió mạnh, đặc biệt là ở vùng ven biển nên người dân cần chủ động phòng tránh. Dự báo từ chiều tối nay cho đến khoảng ngày 12 tháng 8, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tổng lượng mưa lên tới 100-200mm, có nơi trên 250mm. Do mưa lớn nên nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Do mưa nhiều nên nhiệt độ cao nhất ngày mai trên toàn khu vực chỉ từ 26 cho tới 29 độ, sau đó tăng lên khoảng từ 1 đến 2 độ mỗi ngày. Và đến ngày 13 tháng 8, mưa lui về chiều tối, nhiệt độ cao nhất ban ngày tăng lên ngưỡng 29 đến 32 độ. Hoàn lưu xa cơn bão số 2 cũng tác động đến khu vực phía Bắc miền Trung như là Thanh Hóa và Nghệ An, nên từ đêm nay đến ngày 12 tháng 8, khu vực này cũng có mưa vừa, có nơi mưa to. Còn với các tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào cho tới Ninh Thuận và Bình Thuận, mưa rào và dông rải rác về chiều tối và đêm, còn ban ngày trời nắng. Do mưa nhiều nên khu vực có nền nhiệt độ thấp nhất là Bắc Trung Bộ, mức nhiệt cao nhất ngày tại đây chỉ khoảng 28 đến 31 độ. Từ Trung Trung Bộ trở xuống tới Nam Trung Bộ, nhiệt độ tăng dần, có nơi đạt 34 độ. Từ ngày 13 tháng 8 mưa giảm, nhiệt độ tại các khu vực tăng dần. Với các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, gió mùa Tây Nam có cường độ giảm dần, do vậy mưa còn dồn dập trong đêm nay và ngày mai. Sau đó thì mưa giảm cả về diện và lượng. Trong ngày trời có nắng và nhiệt độ có xu hướng tăng dần. Trên biển, do ảnh hưởng của bão số 2 trên khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ, gió mạnh dần lên cấp 6 sau tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Còn trên khu vực Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng đang duy trì gió mạnh, sóng cao và biển động. Tuy nhiên từ ngày 12 tháng 8 cường độ gió giảm dần, tình trạng biển dần ổn định trở lại.